19 tháng 4 năm 2024 các bạn nhé. À, bên mình thì chỉ bán máy zin chất, chỉ bán máy hàng quốc tế và bán ra sẽ bảo hành cho bạn đến 6 tháng. Lỗi là mình đổi không sửa chữa. Mọi người cứ yên tâm khi mua điện thoại tại Di Động Nhật Nam. À, mình bán thì chỉ báo giá máy trần, không tặng phụ kiện, không bao ship, nhưng bao máy zin chất chuẩn ok và có chế độ bảo hành cực lâu, 6 tháng, lỗi là đổi không sửa chữa. Em xem dùm anh cái nó có chuẩn chưa? Chuẩn hình chưa hay thấy cái máy quay nó hơi nghiêng. Bẻ trên. Rồi ok. Alo. 14 Pro Max anh bán rồi em ơi. Ừ anh bán rồi. Hiện tại thì mình đang có rất là nhiều 12 Pro phiên bản 256GB màu gold, và đợt hàng lần này về màu gold rất là đẹp các bạn nhé. Có thể nói là hàng chuẩn và zin quốc tế. Đã vậy thì lại được shop bảo hành đến 6 tháng. Như vậy quá là yên chí để sử dụng lâu dài nha các bạn. Ở Di Động Nhật Nam bán thì chỉ có bán máy in thôi, chỉ bán máy quốc tế thôi, không bán máy lốc, không bán máy sửa, mọi người cứ yên tâm. Mọi người đi ngang like của mình thì đừng quên nhấn like, nhấn tim và follow, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ngoài điện thoại thì bên mình còn bán rất nhiều những cái loại phụ kiện về điện thoại như là pin, sạc và tai nghe các kiểu. Đây các bạn đi ngang like ấn tim này và đừng quên ấn like cũng như là các bạn đăng ký kênh nếu như các bạn chưa đăng ký kênh mình. Chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đấy máy móc thì mình rất là nhiều các bạn nhé. iPhone 8 Plus 256GB thì hiện tại đang có hàng zin rất đẹp và giá bán của nó là 4.3 triệu đối với phiên bản màu trắng. Và đối với phiên bản màu đen cũng là 4.3 triệu. Bên cạnh đó thì mình có cả 8 Plus phiên bản màu gold cho các bạn luôn, với giá bán là 4.4 triệu. Đấy. Còn về phụ kiện thì các bạn cũng biết là mình có pin sạc dự phòng. Pin sạc dự phòng trong suốt loại này là loại 20.000 mAh, có tích hợp 4 dây. Tích hợp 4 dây sạc ở phía sau và dây này dây chống gấp nhé, nên là rất yên tâm. Hơn thế nữa, trên đỉnh củ sạc thì cũng có luôn cái cổng USB để các bạn có thể sạc bằng cổng USB. Đấy, rất là thuận lợi nha các bạn. Mọi người muốn mua sản phẩm của Di Động Nhật Nam thì mọi người chỉ cần inbox cho mình vào cái Zalo. Zalo là 0979 78 78 0979 78 2366. Hiền Nguyễn Hiền Nha Trang ok, chào chào Nguyễn Hiền Nha Trang. Chúc em một ngày vui vẻ. Nguyễn Dương ok, cảm ơn Nguyễn Dương. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ like. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ hàng của shop Di Động Nhật Nam. Số Zalo của mình là 0979 78 23 66 nha mọi người. Mọi người thêm vào và cần mua sản phẩm gì về điện thoại, mọi người có thể inbox trực tiếp cho mình để nhận giá theo từng thời điểm các bạn nhé. Ghi vừa số vừa chữ về được đúng không em? Ô, bị chặn bình luận luôn à? Nó bên đây nhìn thấy mà. Còn cà phê quá trời, uống cà phê đó. Em thoát ra em vào like lại, nó cập nhật những cái mới.
mọi người mua cái gì cũng được nha, phụ kiện các thứ gì cũng được. Đây hôm nay nhân tiện lên cái like này bán cho mọi người một cái tai nghe này giá rẻ, cho ai chốt luôn thì chốt nha. Tai nghe mới, ok, chào Hải Lê. Không thấy luôn hả? Thôi khỏi đi, đọc đi. Liên hệ Zalo shop, em ghi vậy đó, rồi em ghi số. À đây các bạn ơi, tai nghe Bluetooth nhá, tai nghe dòng gaming. Nên là có thể nói là nghe rất là hay. Bao gồm hai tai. Hai tai nha. Cái này mình test rồi, âm thanh nghe cực chất và hàng mới. Đốc sạc thì rất là hoành tráng và có cả cổng ao dự phòng để sạc cho sản phẩm khác thì phải. Có cổng sạc vào là micro. Cái này thì mình sẽ bán cho mọi người rất là rẻ thôi. 123 vào Zalo nha mọi người. Không luôn. Zalo là 0979782366. Phải lấy giờ like chặn hết à. Ghi số đầy, ghi nguyên số thì có không ta? 09 hôm trước anh ghi được mà. À đúng rồi. 097 0979 78 từ anh thử ghi một cái. 2 3 66 vì cái chữ là Zano. Đây cái tai nghe này mình sẽ có một sản phẩm thôi, bán lấy lọc cho anh em hơn trăm thôi nhá. Hơn trăm thôi. Tai nghe Bluetooth gaming nha. Để cái dây sạc Miro nhà mình nhá. Miro là mình có mà. Để sạc cái tai nghe lên. À, anh chia sẻ rất thật tâm. Ok, cảm ơn Cường Trần. Cảm ơn. À, cảm ơn Kim Kim. Mi 10S hả em? Anh bữa nay qua tuần anh mới cập nhật hàng mới. Hôm nay anh chỉ còn chủ yếu iPhone với một số Samsung, Oppo đời cỏ. À, Mi 10S anh đang hết em nhé. Đây thôi. Đây mình sạc cái tai nghe vào mình bán cho các bạn. iPhone 13 Pro Max. 13 Pro Max đang hết hàng. Đây, cái tai nghe hơn trăm bạc. Hộp sạc hơi hoành tráng đó, đang sạc lên rồi nè. À, vứt đây nó hết pin. Đây. Tai nghe mới à. 11 Pro hết hàng. 11 Pro hôm qua còn cây bán hết rồi, còn 11 Pro Max thôi. Mọi người xem cần mua máy nào hỏi luôn để chốt luôn trên like. Đấy. Còn 11 Pro thì không có, mua hẳn 12 Pro đi. 12 Pro 256 bản đẹp màu gold đây này. Màn hình 6.1 nha. Cái dòng Pro thì màn hình nó nhỏ thôi. Đó, dòng Pro thì màn hình nó nhỏ nha mọi người. Đó, nhưng mà nó rất là ngon với 3 camera sau. 11 Pro. Đây, màu gold đẹp cực kỳ nhá. Giá bán là 10.500.000. Giá là chưa có tặng phụ kiện và chưa bao ship. Lưu ý con này là phiên bản màn hình nhỏ 6.1 nha. Nó là dòng 12 Pro nha các bạn. 12 Pro. Đấy, màu gold mà giá này rất ok, mình về khá là nhiều.
hàng chục sản phẩm lên, mọi người cứ mua thoải mái nhá, mua thoải mái đi, mua thoải mái ủng hộ cho shop nha mọi người. 8 Blue thì hiện tại là 8 Blue bây giờ là phiên bản 256 ghi là có màu đen, màu trắng và màu vàng. À, màu đen đây bạn, màn hình 5,5 inch, máy zin quốc tế chuẩn chỉ ok và có giá bán là 4.3 triệu nhé, 4.300.000. Dĩ nhiên giá này là giá máy trần, không tặng phụ kiện, không bao ship, nhưng mà bao là máy ngon, chuẩn chỉ ok các bạn ạ. Đấy. Đây, 8 Plus 256 nha. Bộ nhớ rất là nhiều và máy rất là đẹp các bạn ạ. Nhớ, bộ nhớ nhiều, máy đẹp. Ok, cực kỳ chuẩn chỉ. Nói chung là hàng chất, hàng chất lượng, hàng quốc tế và hàng nguyên zin nha. Số bán hàng zin thôi. Và giá bán của nó sẽ là 4.3 triệu. Đấy, bên cạnh đó thì mình cho các bạn xem luôn màu trắng để bạn nào thích màu nào thì mua. Do là mình bán hàng nguyên zin nên có một số bạn hay so sánh giá với một số nơi để bảo là mình bán đắt hơn những nơi khác. Nhưng mà thực tế thì hàng zin thì nó phải đắt và hàng chất lượng thì nó phải đắt thôi. Còn không thể so với những cái hàng nó sửa nhiều hay là những cái hàng bị thay thế những cái đồ linh kiện vào rồi. Đấy, cho nên là mọi người mua đừng đắn đo vài trăm nghìn cái sự chênh lệch về giá nhé. Bởi vì là hàng chất lượng thì bao giờ nó cũng bền và ok hơn. Hơn thế nữa thì bên mình luôn có cái chế độ hậu mãi về sau, tức là thu mua lại để tạo điều kiện cho bạn nâng cấp lên đời. Như vậy rất là yên tâm để các bạn mua và sử dụng lâu dài các bạn nhé. Vài bữa nữa có ghế xong để ở đây. Nhà giới thiệu máy nào để đấy cho quay. Mọi người đi ngang like, thả like và đừng quên đăng ký kênh nếu chưa đăng ký để vào xem video. Khi nào ưng ý sản phẩm nào thì mọi người mua ủng hộ cho mình nhé. Để mình xem hôm nay còn được cái sản những cái sản phẩm nào chất lượng review cho bạn luôn đây. Ở đây thì mình sẽ có SE 2020 bản màu đen và bản màu trắng. SE 2020 này thì các bạn biết là nó giống như là iPhone 8 thường nha. Nó giống như 8 thường, 8 nhỏ. Đấy, giống như 8 thường, 8 nhỏ. Đây là phiên bản chuẩn zin quốc tế rất đẹp, 64GB và có giá bán cho các bạn là 3.5 triệu. Nói chung đẹp lộng lẫy nha, mình đã thẩm định kỹ rất đẹp. Nói chung là SE đợt này đẹp lắm các bạn ạ, các bạn cứ yên tâm, cực kỳ đẹp, giá 3.5 triệu nha. Máy thì zin nguyên quốc tế, đấy, chứ bên mình là không bán hàng nay new. Hàng nay new là hàng dọn đấy các bạn, hàng nay new là hàng thay vỏ, hàng ép kính, hoặc là thậm chí sửa chữa lại men thì người ta gọi là hàng nay new và người ta đóng hộp mới lại. Mấy cái đó thì các bạn chỉ thấy nó được cái hình thức hào nhoáng bên ngoài, nhưng mà thực tế thì xài nó sẽ không ổn định nhé. À, tiếp Nguyễn, ok anh vẫn còn nhớ là 2019 tặng hát 2 bài về xuân. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Vì vẫn đã theo dõi từ 2019 đến nay đã 5 năm rồi. Đây, SE 3.5 triệu các bạn ạ, SE 2020 nha. Còn về phiên bản XS thì mình thấy hôm nay phiên bản XS là một phiên bản đáng mua. Đáng mua là tại vì sao các bạn? Tại vì giá hôm nay XS màu đen, máy nguyên zin là shop bán cho các bạn với cái giá là 4.9 triệu thôi. Đấy, giá cực kỳ là rẻ các bạn nhé. 4.9 triệu. Đây, nguyên đen. Lý do là còn màu đen nên bán cho các bạn luôn. Đấy. Bên mình bán thì không tặng phụ kiện, không bao ship, nhưng mà luôn luôn có những cái sạc này, những cái tai nghe. Là XS này là giá bán của nó là 4.9 triệu. Cái thấy thì lên sóng tí. Còn đây là bộ sạc 20W. Bộ sạc 20W các bạn ạ. 20W này thì hiện tại 20W này thì hiện tại giá bán của nó là 220 nếu mua kèm máy và mua rời riêng. Mua riêng cái bộ sạc này là 260 nhá. Shop nào cũng nói hàng xịn mà mua về rồi nheo nhét như nhau cả thì cái đó chắc bạn chưa mua shop mình rồi. Mình chắc chắn 100% là các bạn bạn chưa mua shop mình. Nếu mua rồi thì bạn đưa giấy bảo hành ra rồi hãng nói bạn nhé. Mình nói không không như thế nó mang tiếng, nó kỳ cục lắm.
Rồi đây iPhone 11 giá rẻ cho các bạn đây. Đây giá rẻ nguyên zin. Giá rẻ nguyên zin iPhone 11 của các bạn đây. Cái sản phẩm iPhone 11 này là màn hình 6,1 inch và giá là 6 triệu 2 thôi nha. Giá có 6 triệu 2 thôi, iPhone 11 nha. Đó, bạn thấy giá rất là hợp lý. Và cái dòng này thì nó nguyên zin, bộ nhớ 64GB, máy quốc tế, bảo hành 6 tháng. Hơn thế nữa là bên mình bán là có bảo hành là thứ nhất, là thứ hai nữa là mình bán khá là nhiều năm rồi. Đấy, rồi hôm nay thì shop có cập nhật những cái sản phẩm pin. Pin châu, pin dung lượng cao đấy mọi người. Oppo Reno 3 đang hết rồi. Và cái pin châu này shop có bán luôn các bạn nhé. Shop có bán luôn. Cái pin châu này thì shop bán cho bạn về tự thay cũng được. Và các bạn mua máy nhờ shop thay cho các bạn cũng được. Hoặc là các bạn ở gần khu vực Tân Phú, Đồng Nai mang đến shop thay cho các bạn cũng được. Đấy. Rất rất nhiều sản phẩm shop đang bán. Đây hôm nay trên live này giới thiệu cho các bạn một cái dòng tai nghe. Tai nghe này là của xài cho iPhone đây này. Đó, tai nghe AirPods 3. AirPods 3. Dòng này là của cái hãng tem hổ đây, hổ vằn đây, có dán tem hổ đây. Nó sản xuất nó bán cho bạn hàng linh kiện thôi, nhưng mà nó cũng là loại nghe hay, chuẩn, ok và pin xài cũng lâu nhá. Pin xài lâu, 5-6 tiếng mới hết pin, nghe nhạc đấy. Nghe nói chung âm thanh hay, chất lượng chuẩn. Rồi tiếp tục đây là có cái sản phẩm 12 Pro Max các bạn nhé. 12 Pro Max thì hôm qua nay bán nhiều. Hôm qua nay bán nhiều nên là bây giờ là còn ở đây là màu xanh với màu vàng thôi. Đây đây. Đây màu xanh và màu vàng, thì màu vàng là mình bán là 13 triệu 2, còn màu xanh là mình bán 12 triệu 9 các bạn nhé. iPhone 12 Pro Max. Lưu ý nha, đây là phiên bản bộ nhớ rất là nhiều, 256GB luôn. Đấy, 256GB. 12 Pro Max, phiên bản 256GB, chuẩn zin quốc tế, máy nguyên zin, bảo hành 6 tháng, lỗi là đổi không sửa chữa. Giá màu xanh 12 triệu 9 và màu gold là 13 triệu 2. Đấy, như vậy là bạn nào cần hàng thì chỉ cần vào cái Zalo của mình tâm sự nhé. 0979 782366. À, trên khi hôm nào lại phải chuyển qua bán cả nước uống đấy nhỉ. Nước uống tăng lực, nước uống vào là tỉnh táo, nói ngon như táo tươi. Đấy. Nói thế mới bán được hàng, bán hàng online là phải nói nhanh, nói khỏe. Nước uống bà xã làm, nhưng mà cái nghề là nghề nói để giới thiệu sản phẩm đến cho khách mà. Nên là không thể nào mà không nói được. Chứ thực ra thì nếu mà livestream lên mà không nói thì nghe nó buồn lắm các bạn ạ. Nghe nó buồn, cái buổi live nó buồn lắm, mà người xem thì cũng nhạt vài tí, không thấy nói gì thôi ao chứ ngồi làm gì, đúng không? Những bạn mới xem kênh mình, đăng ký kênh để xem nhiều hơn. Và các bạn cũng thừa biết là mình bán nhiều năm rồi, cho nên là nếu như cảm thấy chưa tin tưởng thì các bạn có thể check ở trong kênh. Các bạn check, ví dụ như là các bạn check về video bao nhiêu năm nay, những video cũ của mình. Đó. Có pin 8 nút nhé, anh vào Zalo. Anh vào Zalo 0979 782366 nha anh. Vào ngay Zalo để chốt cho mình một cục pin dung lượng cao. Pin 8 nút này bình thường dung lượng có 2700 mấy 2800 thôi, nhưng mà con này là tới 3400 đây này. Đấy. Cảm ơn mọi người luôn yêu mến ủng hộ nha. Mọi người có thể để lại bình luận loạn xạ lên để ủng hộ cho kênh. 13 2 sim thì hôm qua có một anh khách của Lâm Đồng hẹn từ tối qua, nhưng sáng nay thì đã chuyển cọc cái màu xanh rồi. Và xin trân trọng thông báo với anh là hàng đã được bay. Mặc dù là đi bằng ô tô nhưng gọi bay cho nó sang, đúng không? Đấy. Nhưng mà đây thì vẫn còn một cái màu đen để bán nốt cho anh nào còn thích dòng 2 sim vật lý. 2 sim vật lý iPhone 13. Màn hình thì nhỏ gọn thôi, 6,1 inch. Nhưng mà đây là một con máy tuyển.
có ngoại hình khá là đẹp và có pin cũng rất là ngon, chuẩn, ok, nói chung là nguyên zin hết, mua về chỉ việc gắn sim vào là dùng. Gắn một sim cũng được mà gắn hai sim cũng được, muốn gắn thế nào thì gắn. Đấy. Và giá bán của nó là 11.900.000. Ở ngày hôm nay thì mình thấy cũng là một cái mức giá khá là hợp lý để các bạn mua. Bảo hành tới 6 tháng và lỗi là đổi không sửa chữa. Có một vấn đề phải nhắc đi nhắc lại với khách rằng là mình không bao ship và không có tặng phụ kiện nha. Lý do là phụ kiện toàn phụ kiện loại tốt thôi. Đấy, cho nên là ai cần thì mua kèm theo cho nó khỏi phí. Còn ai không cần hoặc là trước đây có rồi, mua rồi thì chúng ta dùng lại. Thay kính màn hình iPhone 7 bao nhiêu? Ý anh nói là ép kính đúng không? Ép kính màn hình iPhone 7 thì giá thì nó chỉ loanh quanh 200-250 thôi anh. Đấy, mình xài bị vỡ thì shop nhận sửa chữa cho mọi người có nha. Quan Võ xem bác Nhật Nam lâu lắm rồi. Ok, cảm ơn, cảm ơn. Em muốn mua iPhone 13 Pro Max 128 khoảng bao nhiêu tiền? Nói chung 13 Pro Max hôm nay anh đang hết nhưng mà nó loanh quanh khoảng 16 triệu em nhé. Em mua của bác con iPhone 70 Plus bây giờ còn được bao nhiêu bác? Tùy theo phiên bản nhé bạn Hảo Phạm. Và thực ra là khi chúng ta mua điện thoại và bán lại thì chắc chắn chúng ta sẽ phải chịu phí khấu hao. Phí khấu hao, phí dịch vụ và phí trượt giá, rất là nhiều loại phí, cho nên khi chúng ta bán lại bao giờ giá nó cũng thấp hơn chúng ta mua khá là nhiều, vì đây là cái hàng mang tính chất tiêu phí hơi cao. Vì thực tế ra là không ai chữ điện thoại để đợi lên giá bán cả, kể cả những nhà bán hàng như mình. Và có hàng là cũng phải bán vội bán vàng chứ không thể nào mà chữ hàng để bán nha. Cảm ơn mọi người đã xem like, mọi người đừng quên nhấn like, mọi người đừng quên bình luận, mọi người đừng quên đăng ký kênh. Đấy. Mọi người muốn hỏi cái gì thì mình sẽ trả lời cái đấy. Lưu loát và không trượt phát nào, mọi người cứ yên tâm nhé. Ngoài những cái mặt hàng điện thoại thì mình còn bán tất cả các phụ kiện như là sạc, ốp, dán cường lực, rồi tai nghe dây, tai nghe không dây, rồi pin dự phòng các bạn ạ. Đây, pin dự phòng hôm nay có hai cái mẫu trong suốt, thấy khá là best seller. Best seller là bán chạy đó. Đó, loại 30.000 mAh và loại 20.000 mAh. Đấy, thì để mà so sánh hai cái loại này thì so sánh cho các bạn luôn. Các bạn nhìn này, đấy, nhìn hình thức là nó khác nhau này. Độ dày các thứ thì nó y hệt nhau và mặt sau á, cũng có 4 dây. 4 dây như nhau, 4 dây sạc á, 4 cái đầu sạc. Đó, là xài cho máy nào cũng được các bạn nhé. Mặt trước cũng vậy này, có nút power và nút là mở đèn. Đấy. Mở đèn flash các bạn ạ. Khả năng có một cục hết pin này. À đây có rồi. Ấn hai cái liên tục là mở đèn nhá. Đấy. Và ấn thêm cái nữa là đèn sáng lên này. Đấy. Ấn thêm cái nữa đèn sáng lên này. Ấn cái nữa này, đèn nhấp nháy như vũ trường này. Đấy, chơi nhạc dập luôn. Ok. Và các bạn đã nhìn thấy cái điểm nó khác nhau chưa? Chúng ta ấn hai cái nữa là tắt đèn đi đã nhá, rồi nói tiếp, ngó lỡ quay mặt chói mắt lắm. Đấy. Thì ở đây, hai cái điểm khác nhau là hai đồng hồ, cái loại 20.000 mAh giá rẻ hơn. Đồng hồ nhìn khiêm tốn hơn các bạn thấy chưa? Loại 30.000 mAh hoành tráng hơn, giá tiền cao hơn. Đồng hồ báo phần trăm và báo luôn cả dòng cũng như là volt. Đấy. Hoành tráng hơn nhiều, đúng là đắt tiền cũng có khác. Đấy chứ bảo giống nhau sao được? Bảo thấy giống nhau nhưng mà lại giá tiền ở đây bán đắt hơn không có đâu. Giống sao được? Chả có của gì là của giống nhau cả. Giống là giống về hình thức thôi, còn chất lượng chưa chắc đã giống các bạn nhé. Nên là chất lượng luôn kèm giá các bạn ạ. Có một câu nói nó quá là rõ ràng.
À, mình nhắn tin đặt pin bên Zalo rồi, ok anh mua về thay, anh lấy luôn cả một cái bộ tua vít để có thể mở được máy thay nhá. Có thể mở máy thay luôn là 450k là cả tiền ship luôn đấy anh. Để em check Zalo, em sẽ gửi tài khoản cho anh chuyển nhá. Tức là có cả tặng kèm một cái bộ tua vít, tặng kèm một cái bộ tua vít để mà tháo pin thay pin. Đó, cái bộ tua vít em xem ở bên bàn còn bộ nào hay ở dưới đất. Em đưa cho khách xem một bộ. Đây này anh em mua pin về tự thay nhá, là có cái bộ này. Dư rồi. Bộ thôi về không nên để dư gây hiểu lầm. Về không đủ lại giận hờn vu vơ. Đây là tặng cho một cái bộ là 4 cây tua vít, một cây nậy và một cái hít màn hình, một cái cậy cạnh màn hình các bạn nhé. Đấy, ok chưa? Tất cả bạn nào mua pin sẽ được tặng kèm theo cái bộ này. Đấy. À đúng rồi em, thì bây giờ đời càng sâu mà bắt làm việc nặng, em cứ đơn giản đi. Em cứ đơn giản đi. Bây giờ mình già đi rồi, đúng không? Làm sao so với sức 20 được, ví dụ 40 bắt bê cái bao 50 thì sao đi nhanh được, vừa bằng với lại cái anh ấy mà lại còn ì ạch đổ mồ hôi nhiều, xong lại khệnh khạng về còn đòi ăn nhiều nữa cơ. Đấy. Thế làm sao bằng thanh niên trai trẻ được. Đấy, rõ ràng cái gì cũng vậy, già đi rồi là phải chấp nhận nhá. Như điện thoại cũng thế, nó cũng giống như con người mình thôi. Giống như bây giờ mà anh đây này, đấy anh 4X, anh so thế nào với các chú 2X được. Anh ngồi livestream 1 tiếng đồng hồ không bán được là anh vật vã ra anh buồn. Đúng không? Ở đâu cũng được, anh cứ gửi về địa chỉ ở Tân Phú, Đồng Nai. Địa chỉ có trên Google Maps nên khỏi lo lắng gì hết nhé. Shop cực kỳ uy tín. Làm đàng hoàng cho khách xong gửi lại cho khách. Trong quá trình mà có bất cứ sai sót nào, mọi người cứ việc inbox vào Zalo của mình để xử lý sự cố. Mình không bỏ rơi một ai cả, trừ khi là những người mua ở đâu đó xong cố tình mang đến mình bắt vạ hay là cua đũa cả nắm. Đi mua ở đâu xong lại lên đây phán vào shop nào bán cũng nói hay rồi, toàn đồ nát. Đấy, mình có địa chỉ ở Tân Phú, Đồng Nai đấy. Anh em nào cảm thấy không phục cứ đến cứ dở hết ra, cái nào không nát là mua là được. Cứ mang theo một bao tiền đến, xong rồi cứ cái nào mà zin đúng zin là phải mua là được. Chứ còn mình cũng chả có bắt đền hay cái gì hết. Được nha Linh Nguyễn nhé, cứ gửi theo địa chỉ in trên giấy bảo hành, địa chỉ ở huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Có trên Google Maps, Google tìm kiếm là ngập tràn thông tin của di động Nhật Nam. Nói chung là cái tầm phủ sóng của mình nó cũng tương đối là lớn. Mình rất là tự tin về điều đó luôn. Các bạn không tin, các bạn bật chế độ ẩn danh. Hoặc là các bạn lấy một cái máy mà chưa bao giờ xem YouTube về bất cứ một cái cửa hàng điện thoại nào. Các bạn vào tìm kiếm, các bạn bấm chữ di động thôi là chắc chắn là nó đề xuất di động Nhật Nam lên trong top 1, top 2 thôi, chứ không thể nào mà không thể nào top 3 luôn, chứ đừng có nói là lọt top 10. Còn trên Google các bạn search di động Nhật Nam một phát một đầy luôn. Đấy. Ở di động Nhật Nam thì chả có gì ngoài uy tín và chất lượng bảo hành dài lâu. Đấy, lên like một lúc rồi anh này cần pin cũng mua pin, xin tài khoản chuyển luôn này. Chắc khách này là khách quen rồi, chứ còn mấy khách lạ mới vào xem. Nhất là mấy bạn nói chung chưa quen mua hàng của bên mình đấy. Đôi lúc là nói chuyện chán lắm. Thôi các bạn cứ tham khảo thêm đi nhá. Ok, các bạn mua ủng hộ mình, chứ còn mình bán thì xưa giờ uy tín rạng ngời. Đây này, hôm nay còn một con iPhone 12 bán cho bạn 6,9 triệu.
iPhone 12 64GB các bạn ạ. iPhone 12 64GB bán bạn 6.9 triệu nhá. Con này nó ngoại hình khoảng 98%, nó phải nhẹ lưng ra dùng ốp á. Nhưng mà máy ngon, zin ok, 64GB nha. 64GB. iPhone 12 thường 12 nhỏ, màn hình 6.1 inch. Máy chất chuẩn, ngon lành cành đào, và giá bán cho các bạn hôm nay còn một máy này thôi, bán cho các bạn với cái giá là gọi là giá rẻ đi, 6.9 triệu các bạn nhé, 6.9 triệu. Anh chạy xe ôm công nghệ lên thường bị ướt mưa, cần Samsung 1.5 triệu hả anh? Dòng Samsung 1.5 triệu thì hiện tại đang không có rồi anh ơi. Mà thực tế ra Samsung 1.5 triệu thì nó cũng không chống được nước. Đấy, anh có thể là mình sử dụng những cái bịch chống nước đấy, nó bán. Đưa mặt lên bán nhìn uy tín hơn hẳn anh nhỉ. Đúng rồi, sợ gì đâu, mình có shop đàng hoàng bán 20 năm nay rồi. Lừa lọc gì ai đâu mà sợ. Người thật việc thật. Tiền thật thì hàng thật. Tiền ít thì không thể nào hít được của thơm. Bởi vì tất cả những người ta lừa, người ta hay đánh vào cái lòng tham. Tham rẻ là một cái tội đấy. Đấy, mọi người thấy hàng mình thì nói chung là hàng chất, hàng chuẩn. iPhone 11 mà chỉ có 6.2 triệu. iPhone 11 thường 6.2 triệu nhé. Đây, màu đen, màu trắng, màn hình 6.1, máy chất pin châu. Cấu hình 11 thì xài cũng còn rất là ổn, ngon và xài cũng còn được lâu năm đấy. Bởi vì anh em thấy bây giờ anh em còn đang xài iPhone 7 vẫn ngon đúng không? Thì iPhone 11 đã bao giờ mới lỗi thời. Đấy, 6.2 triệu một máy nha. À, dòng này thì pin nó bảo trì, pin vẫn nguyên zin cả, nguyên con, nhưng mà pin nó bảo trì. Anh em nào thay pin thì cộng tiền pin cho mình, còn anh em nào muốn mua về xài luôn thì cứ mua. Đến lúc nào pin hỏng thì tự mua pin dung lượng cao của mình về thay cũng được. Đấy, mình ship đến tận giường. Nhưng mà nói thế, nói trêu, ship đến tận giường thế thôi, chứ mấy ông shipper bây giờ, mấy ông ấy giao hàng cho mấy ông ấy đến cổng, mấy ông gọi, mấy ông hối lấy ầm ầm. Có nhiều khách hàng chưa quen mua hàng online thì tưởng đâu là nhân viên của shop, xong là cứ điện thoại thắc mắc với shop. Nhân viên đấy là nhân viên của bên chuyển phát mọi người nhá. Người ta bận lắm, với người ta cũng chả có biết máy móc gì đâu. Mình mua cái gì thì mình biết với shop thôi, với lại shop có trách nhiệm bảo hành cho mình nha các bạn. Cái này thì bây giờ ít giờ anh lại phải cung cấp đầy đủ thông tin, hình ảnh chi tiết vào Zalo cho em thì em mới lại thẩm định rồi báo giá cho anh được nhé. Anh Nguyễn Tuấn Hưng, một ca sĩ Tuấn Hưng xem live kìa. À, mọi người vào Zalo của mình nha. Bây giờ mình đọc Zalo nha mọi người. À, mình sẽ đọc từ từ để cho mọi người bấm luôn nha. Người nào mới thì chưa nghe được, chưa biết thì bấm vào nha. Zalo 0979782366. Chính chủ mình luôn nhá. Lưu ý là chỉ liên hệ đến Zalo đấy thôi. Còn tất cả những người nào đó nhắn tin cho các bạn rồi inbox, inbox gì thì không bao giờ trả lời, vì đó là đôi khi là những kẻ giả dạng. Em chào anh Tạ Tuấn, ok, anh chào Phương Lê. Vẫn còn nhớ cái nickname một thời làm mưa làm gió trên mạng xã hội.
thời anh hùng bàn phím. Mọi người nhấn like nhiệt tình nha, thả tim nhiệt tình, cái tim bên phải màn hình đấy mọi người, thả tim chả mất cái gì đâu, hoàn toàn miễn phí. Anh Quân đúng không? Anh Quân đã chuyển 450 chốt pin. Ok, cảm ơn anh Quân. Cảm ơn anh Quân đã tin tưởng và tin dùng pin dung lượng cao của shop di động Nhật Nam bán ra, có tặng kèm bộ tua vít để anh về phá tan máy của anh ra. À quên, để anh về anh tân trang lại máy của anh. Cái này anh nhớ mở cẩn thận nhá. Cậy nhẹ tay. Đấy. À, em có làm nhiều video hướng dẫn về mở máy thay pin nên mọi người cũng có thể tìm xem. Làm cẩn thận vì liên quan đến màn hình kính kiếp thì cũng không thể nói trước được điều gì, đôi lúc mình nói vui thôi nhưng mà chẳng may xui lại hư hỏng thì nó thật là lãng phí, nên là mọi người cứ cẩn tắc vô áy náy, ngồi chém gió với nhau thì nó dễ, chứ còn hỏng đồ đi thì lại tốn kém tiền bạc lắm ạ. Đây này, đấy, trên bàn này còn có hai cái quả mic đây này, không biết là anh em thả 1.000 like và thể hiện theo 100.000 lời yêu cầu làm bài thì này, nó lại đánh bản quyền cho sập like thì chết, nói chơi thế thôi. Rồi ok, anh nào chốt đơn gì đó thì vào Zalo chuyển khoản cho shop, rồi thì nhắn cho shop cái địa chỉ nhá để shop chốt đơn gửi hàng kịp thời cho mọi người. Hello, chào Đình Khang nha. Đồng Nát Vlog à, ai là lại tưởng đâu là cô Đồng Nát. Đồng Nát này hay phết đấy nha, có nhiều cái đồ mua được nhiều cái đồ điện hay lắm ấy. Nhưng mà xiên xiên làm review nữa thì quá ngon. Xiaomi 13 Pro hiện tại hôm nay đang hết hàng rồi. Hôm nay loanh quanh còn chủ yếu iPhone với một số máy cỏ cùi bắp thôi. Thôi bây giờ nói dài nói dai chẳng qua nói thật. Lên like thế này thì cũng thích bán một số cái máy rẻ rẻ cho người ít tiền. Đấy. Đang trước mặt đang có đây thì nhân tiện là review luôn. Oppo A54, RAM 4128, pin châu 5000, chính hãng của Oppo. À, dòng này là dòng giá rẻ dưới 2,5 triệu cho nên sẽ bảo hành 1 tháng và lỗi là vẫn đổi như bình thường đấy. À, giá bán là 2,3 triệu, máy thì đẹp nhá, cam kết là máy nguyên zin và đẹp chuẩn ok. Chính hãng của Oppo, sử dụng được 2 SIM ngon lành cành đào Oppo A54 đấy, màn hình to 6,53 inch, 2 SIM vật lộn nhá, chính hãng 2 SIM và giá bán của nó là 2,3 triệu đấy. Mọi người ai cần thì chốt nha, giới thiệu máy thôi chứ không có anh em vào xem không thấy máy lại outline. À thế hả, không sao, mọi kinh nghiệm đều phải trả giá bằng tiền mặt và trả giá bằng 70k thì cũng rất là tầm thường và rất là bình thường em ơi. Anh đây, chính bản thân anh làm nghề 20 năm nay trả giá biết bao nhiêu cái giá rồi đấy, rổ giá là gọi như phải mua đầy nhà để có gì còn bê trả ngay. Đây, Oppo A16K với RAM 6 và bộ nhớ 32GB. Con này thì cực đẹp và tuyệt phẩm nhá, đẹp lắm, tươi xanh như nồi canh. Con này tuyệt đẹp không chê ở đâu được đây. Mắt thường có thể nhìn thấy được nhá. Đấy, mình đang nhìn cho các bạn đây. Các bạn yên tâm. Mình nhìn xem có cái chỗ nào có tì vết không để bán rẻ đi tí. Nhưng mà rất tiếc là phải bán đúng giá bởi vì nó quá đẹp, đẹp lông lộn, đẹp lộng lẫy luôn. Đấy. Và giá bán của con Oppo A16K này, à, chính hãng 2 SIM sẽ bán cho các bạn với cái giá là 1,7 triệu các bạn nhé. 1,7 triệu, con này đẹp lắm, con này đẹp không chê vào đâu được, con này mà gọi là chê nữa thì thôi chứ sao bây giờ.
anh Doãn Văn Quản. Rồi em nhận được của anh 450 cành rồi anh nhé, và anh gửi địa chỉ đi. Hàng sẽ sớm được đi thôi anh, yên tâm. Tất cả mọi sai lầm của tuổi trẻ đều phải trả giá bằng tiền mặt mọi người nhé. Rồi tiếp theo có một con Vivo Y91C hay còn gọi là Vivo 1820. Con này cũng đẹp lồng lộn, đẹp lộng lẫy, và Vivo thì có nghĩa là bền đến lúc hỏng các bạn nhé. Bây giờ bảo hành một tháng hay là bảo hành đến lúc hỏng nào? Mọi người để lại bình luận thích cái loại bảo hành nào hơn. Thứ nhất là có bảo hành một tháng, thứ hai là có bảo hành đến lúc hỏng. Đấy, giá thì có 1.050.000 thôi. Đấy, con Vivo Y91C máy đẹp như máy mới này. Leng keng xà beng cho các bạn luôn. Chính hãng 2 sim nhé, hàng Vivo bền khỏi chê. Đấy, anh em để lại bình luận cho vui. Bao nhiêu hàng ngàn người xem thế này mà lại chỉ có vài người nói chuyện là thế nào? Đấy. Đây nhá. Ok này. Ok nha các bạn. Vivo 1.050.000. Rồi tiếp theo thì lên cho anh em thêm vài con hàng rẻ nữa. Vẫn cứ lên hàng rẻ thôi. Còn hàng đắt tiền thì anh em yêu cầu mới lên. Còn không thì cứ để cho nó xoay xoay đi xem chơi cho nó vui mắt đi nhá. Rồi tiếp theo là Y12S anh em ơi. Y12S này thì giá của nó là 1.250.000. Đấy, 1.250.000 nha. Màu xanh, pin trâu 5.000. Máy chất chuẩn chính hãng của Vivo. Ngon lành, màn hình to. Cày YouTube luyện phim trưởng bao phê. Mà giá thì lại cực tê. Chỉ có là 1.250.000 thôi. Con này ngon đẹp nha. Nói chung là hàng Vivo thì có nghĩa là cứ bền đến lúc hỏng nha. Bây giờ anh em muốn bảo hành đến lúc hỏng hay là muốn bảo hành một tháng thì cứ nói thôi, tùy anh em chọn. Note 10 qua tuần sau để anh săn hàng đấy em. Cái hàng chính hãng bây giờ phải nói là nó đấu đá nhau trên thị trường kinh lắm, mới nhập được một ít về bán cho khách. Xong rồi mỗi lần lên like khách lại chê đắt nữa. Nhiều lúc nó chán nên chả muốn đấu đá nữa, muốn an phận thủ thường bán hàng cùi bắp đây này đấy. Tiếp theo là A15S. Con A15S này thì giá của nó là 1.900.000. A15S thì nó khá ngon. Ngon, và con này nó đẹp như gần như máy mới các bạn ạ. Đây nó đẹp keng gần như máy mới, màu xanh. Vân tay sau lưng, camera các thứ đầy đủ, ngon lành, cành đào chuẩn chất, ok, chính hãng của Oppo. Bảo hành tới 6 tháng, bảo hành 1 tháng, lỗi là đổi không sửa chữa, và giá bán là 1.900.000. Thì các bạn lưu ý hộ mình là tất cả những cái dòng rẻ tiền dưới 2.500.000 mình sẽ bảo hành cho các bạn là 1 tháng, còn những cái dòng đắt tiền trên 2.500.000 thì đều bảo hành 6 tháng nha, và dòng nào thì cũng lỗi là đổi không sửa chữa. Đấy, mọi người đi ngang like, ấn like ủng hộ cho mình, đã xem like là phải like nha mọi người. Đây, tiếp tục đây là sẽ review để bán một con hàng, gọi là bán một con hàng chốt hẹn. Tại sao lại gọi là chốt hẹn? Tối hôm qua, chiều hôm qua có một bạn gọi điện mình tâm sự hơi lâu. Bởi vậy mình rất là sợ những người gọi điện tâm sự hơi lâu. Xong tâm sự, sau một hồi tâm sự tình cảm anh em gọi là quý mến nhau, rất là quý mến nhau và rất là theo dõi kênh của anh đã lâu, bây giờ mới chọn được một cái máy A5 2020. Bây giờ xem như là em chốt rồi nhá, sáng mai em chuyển tiền cho anh. Bây giờ đợi đến trưa rồi. Và khả năng là đợi đến chiều nay chắc cũng em cũng không chuyển tiền đâu. Cho nên là thôi, quyết định thì anh thì cũng đã giữ chữ tín và chờ đến tận trưa nay anh mới lại bán. Đấy. Còn em thì chưa. Em thì chưa giữ chữ tín bởi vì là em đã điện tâm sự với anh và em hẹn hò, em bảo em chốt cái cây A5 2020 màu trắng này với giá 1.800.000. Đấy. Nhưng mà em đã không giữ chữ tín thì bây giờ anh thì cái sự thủy chung nào thì nó cũng phải có thời gian nhất định đúng không? Đấy, chứ anh cũng không thể nào để cái máy này đến sang năm anh mới bán được thì nó lỗ, tội nghiệp anh khổ. Đấy, cho nên là anh giữ đến trưa hôm nay rồi mà em vẫn bật vô âm tín, một đi không trở lại. Cho nên là anh quyết định anh lại lên live anh bán cho mọi người với giá 1.800.000, đó là A5. Đấy, màu trắng này là bạn ấy chốt màu trắng nhưng mà chốt hẹn mình. Đấy, gọi là chốt hẹn, hẹn có nghĩa là hẹn lấy nhưng mà cuối cùng lại không chốt, không cọc. Đó, hẹn cọc cuối cùng không cọc thì gọi là chốt hẹn. Đây còn có thêm cả màu đen. Và A5 2020 này thì mọi người biết rồi, nó là cái dòng pin châu 5.000.
pin trâu, máy chất và chạy chip của Mỹ Snapdragon nên khá là ngon mượt nha. Và giá là 1.800.000 thôi. Đấy. Tường Vi Nguyễn. À, em mua của anh 11 Pro Max xài chất thật. Ok em. Em có muốn nó hỏng không? Chắc là không đúng không? Muốn thì anh chỉ cho em là chỉ 1 phút 30 giây là em có thể làm nó hỏng và mua cái khác, nhưng mà thôi. À, tốt nhất là không làm điều đó em nhé. Mình nói chơi vui với nhau thì được. Rồi thôi, giới thiệu từ nãy giờ mấy triệu mấy 2 triệu, chán chê mê mệt rồi, bây giờ chuyển qua giới thiệu cho mọi người một ít cái phụ kiện đi. Thì mọi người ở đây thấy mình dạo này mình hay bán cái hàng Gozodo nè, Gozodoc đó, Gozodoc thì đó, Gozodoc, Gozodoc thì đó. À, được cái là ngày xưa học ít, không biết tiếng Anh tiếng em gì cả đấy. À đây thì cái tai nghe này này, tai nghe này là tai nghe Gozodoc đây, Bluetooth. Cái tai nghe này mình đã test thử là nghe được cả iPhone lẫn Android, tức là nghe cho iPhone, Oppo, Samsung cái gì cũng chơi được hết á, mà giá thì cũng khá là rẻ. Có kèm theo một cái bao da móc khóa để gắn cái đốc sạc của cái tai nghe. Giá cực kỳ kỳ rẻ nha. Và ngay bây giờ mọi người sẽ thêm cái Zalo của mình để nhắn tin vào Zalo nếu như muốn chốt cái sản phẩm nào đó. Mình sẽ đọc Zalo sau 3 giây nữa. Mọi người chuẩn bị nha. À, Zalo 0979782366. Zalo chính chủ mình nha. Chính chủ mình, anh em cứ vả vào mình mấy trăm chuyển khoản cho mình để đặt cọc chốt đơn nha. Đấy. Còn tất cả những phụ kiện anh em thông cảm chuyển hết cho mình nhá, bởi vì nó chả đáng bao nhiêu tiền. Có vài trăm nghìn thôi. À, uy tín của mình thì chắc là đáng để anh em tin tưởng và chuyển khoản cho mình vài chục triệu cũng rất là bình thường. Vì shop mình thì cũng bán lâu năm và tương đối là uy tín. Nói là làm. Đấy. Ok anh em nha. Rồi tiếp theo đây giới thiệu đến anh em một cái sạc mà dạo này mình tin dùng trên mọi mặt trận đấy anh em. Đấy. Đây anh em thấy chưa? Đây là cái dây sạc 4 trong 1. Cái dây sạc này ngay bây giờ mình sẽ test cái dây này cho anh em, nó phê lắm. Này. Bẻ thoải mái, gấp thoải mái trong khi sạc. Vì là bọc dù và đầu bọc nhựa rất chắc chắn. Đây, giật này, anh em biết cái sức mình này này. Này giật này. Đấy. Rồi này. Dây này kẹt kẹt mang đi thổ hàng, mang đi cột được luôn đấy. Nói thật luôn, không nói điều nhá. Đi đâu mà thổ hàng mà quên không mang theo dây chằng đấy. Có khi kẹt kẹt đem dây này chằng được luôn đấy nhá. Dài 1 mét. Dài 1 mét. Gọi là 4 in 1, có nghĩa là sạc được 4 đời máy cho anh em luôn. Đấy, sạc 4 đời máy cho anh em. Cái nào anh không nói, Tuyền Trần có thể vào Google mình search được mà em. Ok, có nhiều cái anh quên. Đấy, đây, như một cái dây thừng luôn. Rất ngon nha, mang đi và rất tiện lợi. Đây này, anh em thấy cái đầu này chưa? Đây là đầu này có thể cắm vào củ USB này. Cắm vào củ USB này. Đây, cắm vào củ Type-C này. Còn cái cổng out này, cổng out có thể cắm sạc trên Lightning này. Có thể cắm sạc cho Type-C này. Như vậy thuận lợi không? Quá thuận lợi, 4 trong 1. Đấy, giá bán rất rẻ, chỉ có mấy chục cành thôi. Anh em ai cần vào Zalo mình nhé. Bảo hành trọn đời à? Ôi giời, được chơi bảo hành trọn đời. Đây, bán dây sạc này mấy chục cành, bảo hành đến lúc hỏng này đấy. Đến lúc hỏng là hết đời rồi. Đúng không? Đây có thêm một cặp hàng chứ không phải một con hàng nữa. Đây một cặp luôn, nó là C3i Realme pin châu RAM 2 bộ nhớ 32. Đây nói cấu hình đây. À, pin châu 5000 nha, máy chất và nói chung khá đẹp này. Màu đỏ và màu xanh. Màu đỏ rực rỡ và màu xanh tươi xanh như nồi canh, giá có 1.200.000 thôi. Đấy, bảo hành đến lúc hỏng ấy, nói chơi thế thôi chứ anh em vào mới xem lại không biết đầu đuôi. Bảo hành 1 tháng nha. Lỗi là đổi không sửa chữa. Dòng rẻ tiền bảo hành 1 tháng, dòng đắt tiền bảo hành 6 tháng. Cứ như thế mà làm. Đây còn con tai nghe gaming đã lên rồi đây. Sạc một lúc là lên rồi đây. Có đốc sạc cực kỳ hoành tráng. Giá rẻ không tưởng anh em nhé. Giá rẻ không tưởng mà nghe thì phê không tưởng luôn. Phê lắm. Con tai nghe này thanh lý cho anh em. À, giá cực sốc nha. Giá cực sốc. À, hơn 100 thôi.
hơn 100 thôi. Ai cần thì vào luôn cái Zalo của mình 0979782366. Mình đọc Zalo mà nhanh quá anh em nghe không kịp, anh em tua lại. Sợ gì? Chả có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. À quên, chỉ sợ tiền không nhiều. Riêng mua phụ kiện ở Nhật Nam thì nói thật nha, mua cả đống luôn mới chưa hết bao nhiêu tiền cả. Tiếp theo đây có cái pin dự phòng này. Pin dự phòng 100W, có tích hợp hai đầu sạc tay Nanning và tay C. Có đèn báo phần trăm pin. Trong suốt, nhìn thấy IC ở bên trong để em yêu khoa học một tí. Đấy. Mà củ này rất là chắc nha, 100W luôn, sạc nhanh BD 100W. Giá bán hôm nay thì đang có chương trình khuyến mãi nên chỉ bán ra nửa giá thôi. Đấy, anh em nào thấy bơ thì vào chén thôi. 30.000 mAh nhá. Dung lượng rất là cao, 30.000 mAh. Đấy, Di Động Nhật Nam chỉ có hàng chất thôi. Mọi người nhấn like ủng hộ mình, thả tim ủng hộ mình nhiệt tình để tương tác nào mọi người ơi. Còn con 11 Pro Max nào không anh? Còn em ơi. Gì chứ 11 rồi, nghe hỏi 11 Pro Max sướng quá, phải còn ngay. Còn một con 64, một con 256, em thích xem con nào trước? Thực ra thì anh sẽ review cả hai con. iPhone 8 thì không còn, nhưng mà anh còn SE 2020 và 8 Plus em nhé. Em có thể lựa chọn một trong hai đời đó. Đây, 11 Pro Max anh đã thay pin châu. Anh đã thay pin châu nhé. Anh đã thay pin châu 100%. Thay pin châu này, 11 Pro Max này không rẻ đâu. 600-700 nghìn của anh đấy. Rồi cộng với mà tiền máy zin vào nữa là nó thành 9.2 triệu là đã thay pin nhá. Là anh bán 9.2 triệu. Đấy, pin châu không rẻ đâu. Pin châu của 11 Pro Max này đắt lắm đi. Nhớ mà anh thay pin châu rồi, pin dung lượng cao đấy. Thay luôn cho em rồi và kiểm thẩm định máy men bọng các thứ các kiểu. Đây còn máy màu trắng 64GB nha, giá 9.2 triệu. Đấy thì tính là trừ tiền pin đi. Trừ tiền pin đi thì có còn bao nhiêu nữa đâu. Đấy, còn cái gì là tiền nữa. Anh xem iPhone 8 không anh? iPhone 8 Pro bao nhiêu anh? Đấy, iPhone 8 thì hiện tại nó có 8 thường với 8 Plus em ơi, chứ không có Pro. Đấy. Thì đây anh giới thiệu cho em 8 Plus. 8 Plus thì hôm nay là anh có màu trắng này em. À, phiên bản 256GB, máy zin đét cực đẹp nhá. Đẹp 99%, ok chuẩn. Dĩ nhiên là phải có một vài vết chày trước rồi đây, nhưng con này có chày này. Thế thì anh em về kỹ quá thì đi mua hàng Nine New, hàng dọn hộ mình nha. Có nhiều anh em một hai vết chày cũng chê. Đấy, trong khi nhìn cái máy zin đẹp như thế này. Giá 4.3 triệu nha, phiên bản bộ nhớ nhiều 256GB. Rồi tiếp theo là có màu đen nữa, cũng 256GB, nguyên zin cũng là 4.3 triệu. Và cuối cùng là có cả màu gold. Đấy, 8 lớp màu gold 256GB, giá là 4.4 triệu. iPhone 12 thì hiện tại đang còn một con màu đen thanh lý cho em với giá cực sốc là 6.9 triệu em nhé. Đấy, em thấy rẻ chưa? Rẻ thì chốt thôi. Không chốt người khác, chốt mất thì lại chờ đợi hơi lâu vì còn có một cái thôi này. Đây, màu đen, máy hơi nhậm lưng nhẹ nha, nhưng mà nguyên zin quốc tế. Bảo hành 6 tháng, giá bán là 6.9 triệu. Thì thế này nhé, Tuyền Trần nhé, tất cả những cái mặt hàng mà có giá trị trên 2.5 triệu đều bảo hành 6 tháng, lỗi là đổi. Được chưa? Khỏi cần phải hỏi từng món. Món nào cũng thế, cứ giá trên 2.5 triệu bảo hành 6 tháng cho mình. Còn giá dưới 2.5 triệu bảo hành 1 tháng. Ok chưa? Có 12 Pro Max nữa. Đấy. Đây để xem cái bàn xoay này có những cái gì. Đầu tiên là có tai nghe thanh lý hơn trăm này. Tai nghe Bluetooth nhưng không dây nhá. Đọc sạc hoành tráng nhá. Đấy, dòng gaming cái này hôm qua mình nghe rồi, nghe xong phê. Phê quá phải giảm âm lượng nhỏ nhỏ chứ nghe lớn quá nó quá phê luôn á, nhạc giật như là kiểu như đi bar. Nghe xong lại cứ nhớ cảm giác đi bar rồi đi bar nữa thì chết. Rồi ok. Đây SE đây, còn đây là SE 2020. Con SE 2020 này thì nó giống như là cái con 8 thường đấy mọi người. Màn hình 4.7 inch nhỏ gọn, nhưng mà con này là cái phiên bản cao cấp cho nên là nó dùng được cả SIM vật lý và cả eSIM. Rồi cấu hình của nó cao.
Con này cấu hình của nó chạy cái con chip tương đương với con chip của 11 Pro Max, nhưng mà giá của nó chỉ có 3,5 triệu mọi người nhé. Đấy, SE2020. Và dĩ nhiên rồi, mình bán chỉ có máy không thôi. Anh em nào chưa có sạc thì trang bị thêm một bộ sạc nhanh 20W ở đây. Đấy, với giá gọi là cũng đang được ưu đãi. Bình thường bán tới 300 mà hiện tại bán có 220 nếu mua kèm máy, thấy chưa? Đó. Rất là ngon, chuẩn và bảo hành 6 tháng nhá. Máy thì cam kết zin quốc tế ngon lành cành đào. Rồi, tiếp theo quay trở lại thêm một con 11 Pro Max cho cái ông em hồi nãy hỏi. Ở đây có một con 11 Pro Max nữa đây này, màu đen, cũng được thay pin dung lượng cao, pin trâu 100%. Và đây là phiên bản 2 SIM vật lý, một phiên bản hiếm nha. Dòng này là hiếm, phiên bản 2 SIM vật lý hiếm. Và có cái giá bán của nó là 10.500.000 thôi. Và đây là bộ nhớ tới 256GB và máy đẹp lồng lộn luôn nhá. Lồng lộn lộng lẫy luôn. Đấy. Đấy. Ông nào mua hàng online mà sợ vợ chê thì mua ngay con này, vì về vợ xem thấy mê là không chê nữa nhá. Đấy. Tưởng không phê mà phê không tưởng nhá. Dòng 11 Pro Max thì pin cực trâu và 2 SIM vật lý thì rất hiếm nhá. Còn một cái thôi, một cái duy nhất màu đen. Rồi 12 Pro 128 đúng không? Hình như ở đây có này. Ở đây đây nó là cái này này, nhưng mà anh kiên trì để em review từ trên xuống dưới, chúng em động một cái bàn xoay này phát nó tung tóe ra đây hết của em thì em vỡ mồm. Đấy, tí chưa vợ nó không cho ăn cơm vì cái tội livestream hậu đậu đúng không? Đấy, nên là cứ phải bình tĩnh. Đây, tiếp theo. Tiếp theo có 8 Plus màu gold 256GB, con này thì em thay pin sẵn rồi. Con này thay pin sẵn cộng tiền pin vào nhá. Con này thay pin đúng của nó, pin chuẩn của nó, pin chuẩn giống như là của nhà sản xuất đấy, chứ không phải dung lượng cao, dung lượng thấp gì hết. Cho nên là con này thì cái pin chuẩn đấy thì bên shop chỉ cộng có 250, các bạn thấy rẻ chưa? Các bạn thử đi tất cả các tiệm điện thoại từ Bắc chí Nam xem có ai thay 8 lớp pin 250 không? Có ở Nhật Nam thôi. Đấy, giá hỗ trợ khách hàng. Pin này nhập hết 300.000 nhưng mà thay lỗ cho khách đấy. Lý do là thay vào máy của mình bán thì thôi, mình đấy bớt ra một chút cho lấy vui, lên là cộng có 250, và giá bán là 4,4 triệu thì cộng 250 là bao nhiêu? 4,650,000. Đấy, tiền nào nó của đó các bạn nhé. Tiền nào nó phải là của đó nó mới đúng. Tiền nào nó phải của đó nó mới đúng. Và 8 lớp này là 256GB màu gold. Máy đẹp, zin quốc tế nha, chỉ có mở ra thay pin thôi. Đó. Ok. Rồi cái anh 12 Pro ráng đợi em tí nữa, còn hai máy nữa thôi, chỉ hai máy nữa thôi đến 12 Pro 128 của anh rồi. Đấy. Tiếp theo đây thì đó là một con 12 Pro Max màu xanh, tươi xanh như nồi canh. 12 Pro Max, đây cũng là phiên bản cao. Cao là sao? Là nhiều bộ nhớ thì gọi là cao thôi. Chứ còn thực ra thì size của nó cũng là 6,7 inch màn hình nhá. Cực to rồi. 6,7 là to rồi. Đấy, to nhất của các đời iPhone đến bây giờ rồi. Đó, to nhất đến bây giờ. Em chốt là em vào ngay Zalo của anh nhá. Em vào ngay Zalo của anh, có chưa? Không có thì anh đọc luôn đây. 0979782366. Đấy, mọi người mà chốt thêm vài đơn nữa là đọc như đọc giáp luôn đấy. 12,9 triệu đối với iPhone 12 Pro Max màu xanh. Máy nguyên zin quốc tế, bảo hành 6 tháng. Bộ nhớ 256 nha, màn hình to, máy chất pin châu. Camera cực đẹp nha. Mọi người thấy đang live stream đẹp không? Live stream đang live stream bằng 12 Pro Max đấy. Đấy. Đẹp chưa? Đấy, thấy mình nhìn bình thường xấu lắm mà live bằng 12 Pro Max nhìn như nghệ sĩ luôn. Đấy, nhưng mà nghệ sĩ đường phố thôi. Rồi, ok, tiếp theo. Tiếp theo nữa đây. Cảm ơn Tuyền Trần đã chốt đơn nhá. Chốt luôn trên live cho mình rất là thích. Rồi, tiếp theo nữa đây, 8 Plus nguyên zin màu đỏ chứng tỏ yêu anh. Không yêu anh thì còn yêu ai được nữa. Đấy, vừa ngon dai vừa nhiều iPhone. Thế thì 8 Plus 64GB màu đỏ này, nguyên zin, pin 8X83, thấy còn dùng được lên còn tiếc nuối không có thay. Thì bạn nào mua về xài, sau này mua pin về tự trải nghiệm thay. Rồi giống như ông em kia làm hỏng đi chữa hết 70 đấy, cho vui nhá. Đấy, cuộc sống mà phải có thăng trầm, lâu lâu cũng phải làm hỏng tí đồ thì mới có được cái cảm giác nghề nghiệp đúng không? Thì đây 8 lớp này thì là bản 64GB thì bán 3,7 triệu con này. Một con màu đỏ duy nhất nha. Đấy, 64GB. Máy zin quốc tế bảo hành 6 tháng các bạn ạ. Đấy, ngon lành cành đào. Trong lúc live mà mọi người gọi cho mình không được thì mọi người thông cảm nhắn tin hoặc gọi lại sau nha. À, lúc live mình sẽ không nghe điện thoại, mặc dù đang rất là nhiều người gọi cho mình khả năng muốn chốt đơn. Bạn nào chốt đơn thông cảm vào Zalo nhắn tin cho mình 0979 782366.
Đấy, sau khi nhắn ở Zalo xong thì báo cho mình một cái tin nhắn trên đây cũng được, hoặc là tí nữa mình khác vào mình check, mình trả lời các bạn đầy đủ, không thiếu và không chật một phát nào. Đây, à đây là có anh khách ở Zalo nhận là đã nhận máy rồi, cảm ơn shop. Rồi đây, có anh em đang xin tài khoản để chốt đơn. Rồi ok, tí nữa xuống live sẽ có sẽ có đầy đủ thông tin để anh em chốt đơn. Rồi, sau bao ngày chờ đợi, à quên, sau 5 phút chờ đợi thì cái anh khách hỏi 12 Pro, không biết anh còn ở live không? Cũng đến cái con 12 Pro 128 của anh đây. Và để cảm ơn cho cái sự chờ đợi hơi lâu của anh thì con này quyết định bán giá rẻ. Quyết định bán giá rẻ, nhưng trước khi báo giá sẽ đi vào thông tin kỹ thuật một tí đúng không? Phải biết về máy đã chứ. Ok anh luôn. Đây là một con 12 Pro, 12 Pro nha. Mọi người lưu ý 12 Pro nó là dòng màn hình nhỏ. Màn hình nhỏ là bao nhiêu inch? 6,1 inch nha. 3 camera sau chinh phục bóng đêm, và đây là một sản phẩm 128GB. À, máy zin chuẩn ok, và máy zin thì tiêu chí là phải còn chu tông nhá. Chu tông Face ID các thứ là gọi là đầy đủ các kiểu con đà điểu mới được các bạn nhá. Đây. Không lỗi lầm dù là nhỏ nhất, không một lỗi nhỏ. Đó. Máy màu màu đen nhá. Đây 12 Pro 128GB màu đen. Để xem máy đẹp không? Đẹp 99 mọi người nhá, máy zin quốc tế. Và con này quyết định bán với mức giá là 9 triệu rưỡi thôi. Ok chưa? 9 triệu rưỡi thôi. Đắt hơn con 11 Pro Max có 300 nghìn thôi, nhưng mà được con 12 Pro 256. Như vậy, mọi người hãy phân biệt cho mình là dòng Pro là dòng màn hình nhỏ nhá. Còn nhỏ hơn 12 Pro Max bao nhiêu thì đây. Ngay đây có một con 12 Pro Max đây. Đây mọi người thấy nó... Đây, thấy chưa, 12 Pro Max nó to này. Đấy, nó to này. Đây, ở đây ghi 13K ấy, không phải là cái máy này 13K đâu, mà là cái ốp này 13K này. Nói chơi cho vui chứ ghi cái chữ ghi vớ vẩn đấy thôi. Đấy, lại tưởng cái máy 13K nhảy vào rồi mua máy 13K là chết dở con bà nở nhá mọi người. Đây, 12 Pro 9 triệu rưỡi con này nhá. 9 triệu rưỡi chốt luôn trên live. Xuống live là giá là phải loanh quanh 10 triệu, chứ không có thể nào mà 9 triệu rưỡi được. Nhắn tin luôn vào Zalo chuyển khoản luôn cho nó máu là 9 triệu rưỡi này. Zalo 0979 78 2366. Cảm ơn mọi người đã xem live, mọi người nhớ nhấn like ủng hộ mình nha. Phải gọi nóng hết cả ruột thôi thì nghe một cuốc đi. Hola. Ừ. À vậy là chắc anh không nhớ nên anh chưa có chốt. Vậy là em mua thêm bộ sạc với tai nghe 12 Pro Max nào nhỉ? À, cái trắng rồi, rồi để anh báo nhân viên nhé. Là hai cái món đó là tai nghe với lại bộ sạc là cộng thêm, anh cộng thêm 450 đi nhá. Rồi ok ok. Ừ. Rồi. Em nhắn cho cái Huyền là cái đơn. Đấy, mọi người thấy mình chốt đơn mà thiếu sót thì mọi người điện báo cho mình nhá. Khách mua hàng mua thêm cả phụ kiện mà quên chưa chốt phụ kiện cho khách nên khách báo. Và bây giờ em chốt vào cái đơn mà 12 Pro Max màu trắng. À, khách mua thêm một bộ sạc, một cái tai nghe AirPods Pro 2. Bộ sạc là tính khách 220, mua kèm máy tính 220. Một cái tai nghe mua kèm máy tính 230, mua lẻ là 260, mua kèm máy tính 230. Rồ 2 hổ. À, cộng thêm 450 vào cái đơn đấy. Nhấn mạnh vào cho nó biết. 230 là hai món 450 đó. Tuấn Nguyễn Đặng. Ok bạn, XNMAX 256 hay XNMAX 2 sim vật lý hả? 64 thôi, có 64 nhá. Có. Là 64 đủ dùng rồi, XNMAX 64 thôi. Đây màu vàng luôn. Đẹp keng nha. Màu vàng đẹp keng. XNMAX. XNMAX 64GB 2 sim vật lộn, 2 sim vật lý màu vàng, giá 7 triệu em ơi. Máy zin. Xem có mở lên nguồn không cho anh em xem.
Đây còn này, còn lên táo đàng hoàng. Hai sim vật lý nha. XS Max màn hình to 6,5 inch. Giá tầm trung, nói chung tầm này mua XS Max là xài ok rồi. À, mình còn nhớ năm khoảng 2020 mua con này đâu đó cả 20 củ bằng cả tháng lương giám đốc thời bấy giờ. Bây giờ còn 7 triệu, giá giảm 1/3. Tiến Hưng giảm 12 Pro Max đi em mua một con. Không, 12 Pro Max 256 giá đây. Giá này là anh dám đảm bảo với em. Giá này mà máy zin á, 12 Pro Max giá đó mà máy zin á, là anh bán rẻ, cực rẻ rồi. Giá bằng người ta bán bản 128 đấy. Em không tin, em đi ra cửa hàng gần nhà em hỏi thử xem. Có phải là bản 128 bây giờ ít nhất người ta phải bán từ 12 triệu 7 đến 12 triệu 8. Anh bán 12 triệu 9 vào phiên bản 256 và còn giảm gì nữa em, trong khi anh bảo hành 6 tháng chứ cửa hàng gần nhà em chắc chỉ bảo hành cho em 1 tháng thôi. Anh nói là không sai đâu, anh nói thật. Mình có iPhone 3 không có rồi anh, iPhone 3 em cũng đang tìm mua. Em đang có mấy khách đặt mua iPhone 3 45 triệu, anh có con nào sang nhượng lại cho em 40 triệu em làm 5 củ xài chơi. Hôm qua giờ em livestream em mua iPhone 3 chả ai có bán cho em, nhưng mà máy phải nguyên zin đẹp, khách khó tính. Bỏ ra 2.000 đô mua cái máy đấy luôn, sợ thật. Ai chào đây, à Huy Nguyễn TV chào anh Nam, ok chào em. Nãy giờ anh mãi chốt đơn cho khách quá, anh chưa thấy lời chào của em. 63 mắt xem like, ok cảm ơn mọi người. Mọi người chia sẻ nhiệt tình và nhấn like nhiệt tình nhá. Bao sướng rồi, sướng quá, bán cho mọi người con Samsung rẻ đi. Samsung A33 5G màu xanh, tươi xanh như nồi canh, chính hãng, máy cực đẹp, 2 sim, pin châu 5.000. Con này hôm nay bán cho mọi người giá 3 triệu 9 này. Đấy, lộc lá cho anh em nào đi ngang like mà đang cần mua con này thì mua với giá 3 triệu 9 nhá. Bình thường đang bán là từ phải trên 4 triệu, không có giá 3 triệu 9. Đây, ok anh em nhá. Rồi có 12 Pro lộc lá bán trên live 9 triệu rưỡi nữa đây. Đấy, 12 Pro lấy đâu ra giá 9 triệu rưỡi mà bán cho anh em. Để ngó xem cái Zalo. Đấy, Zalo anh em nhắn tin. À, anh Quân rồi nãy nhắn thêm số điện thoại. Ok, anh em gửi địa chỉ cho mình là bao gồm địa chỉ cụ thể nhà ở và cả số điện thoại của anh em nha. Để mình thuận tiện trong việc gửi hàng. Em gọi em báo nó luôn đi, vẫn hồi nó quên nó đóng là đến hồi là mất công gửi cho khách. Cảm ơn mọi người đã xem like, mọi người nhớ like ủng hộ cho shop và mọi người nhớ để lại bình luận, cũng như là ai chưa đăng ký kênh, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Tất tần tật mọi thứ mình bán là mình bán máy chất, hàng chuẩn, kể cả phụ kiện. Đấy. Đây, tai nghe đông như kiến này. Đây, tai nghe Gozodo. Giá cực rẻ, có tặng kèm bao da để này. Đây, đấy. Vứt lên bàn xoay luôn này. Đây, bao da có hai màu, màu đen và màu trắng, anh em lựa chọn nhá. Anh em nào sợ nó dơ thì chúng ta lựa cái màu đen nha. Nhưng mà nó cũng có giới hạn thôi, chứ không phải lúc nào lựa cũng có, nó khổ vậy. Kiểu cứ như là hàng limited ấy. Tiếng Anh là kinh, phải bắn như gió, bắn như La Fan luôn, bắn như kiểu... Tiến Hưng Samsung đời cao từ 9 đến 10 triệu thì hôm nay chưa về hàng, qua tuần mới về em ơi. Qua tuần anh mới có hàng Samsung S Note. Nói chung Samsung chỉ có S Note mới có giá đó thôi, chứ còn dòng mấy cái dòng A, dòng đồ thì không có đâu.
mình livestream đông người xem thế này, có khi có vài ông lại đặt banner quảng cáo ở đây nữa nhỉ. iPhone 11 thường 64GB hiện tại đang có giá có 6 triệu 2 thôi nha mọi người. 6 triệu 2. Mọi người lưu ý là chốt là lấy số tài khoản của mình đặt cọc luôn nha. Tránh tình trạng chốt hẹn chờ đợi lâu nó mệt, giống như bạn khách chốt cái A5 ấy khiếp. Chờ từ hôm qua giờ cứ như là nắng hạn chờ mưa rào, mong như là mong mẹ về chợ. Cứ như là trẻ em chờ mẹ về chợ để săn quà. Từ hôm qua giờ không thấy đặt cọc, khổ thân. Đó là anh em nào thiện chí mua thì liên hệ đến mình để mua nhá. Đừng hẹn chơi cho vui. Bây giờ công việc nó nhiều. Anh em bán hàng online thì thực ra là cũng để kiếm tiền, chứ cũng không muốn kiếm chuyện với ai cả. Cho nên là mọi người nhớ mua ủng hộ. Em xem cái live TikTok nó có tắt chưa thì bật lại. À, ok, thế kệ đó. Hai tay hai máy. Top 14 đơn. Anh em YouTube nhà mình thả like mạnh mẽ giúp mình nào. 12 Pro Max 256GB màu xanh 12.9 và màu gold là 13.2 em ơi. Lưu ý là bản 256 em nhé. Đây, bản đẹp. Bản zin nha, bản zin quốc tế nha. Bên anh là không bán hàng kiểu nay new. Có một số anh em thích cái hàng nó đẹp á, nó thay vỏ nay new. Nhưng mà bên mình thì không làm cái hàng đấy nha. Bên mình chỉ có bán hàng chất thôi đấy. 12 Pro Max đấy, có cả bản Gold nữa đây, đây bản Gold. Bản Gold thì giá của nó là 13 triệu 2. Lưu ý là bộ nhớ nhiều 256 nha, mà giá bán bằng người ta bán bản 128 chứ nhiều. Nói thật luôn anh em không tin, cứ việc đi ra gần nhà kiếm cái shop nào đó vào hỏi thử xem. 14 Pro 128 hôm nay đang hết hàng rồi, mà giá thì của nó loanh quanh khoảng là 17 hoặc 17.5 nhá. Hàng thì chất, bảo hành thì lâu. Nói thật là chỉ bán online một ngày chốt mấy chục đơn thì mới bán được cái giá đẹp thế cho mọi người thôi. Ở đây có con Oppo bán rẻ cho mọi người có 3 triệu này. Con Oppo A76 pin châu 5.000, RAM 6 bộ nhớ là 128. RAM 6 bộ nhớ là 128. Pin châu 5.000 luôn mà giá thì chỉ có 3 triệu này. Con này đang có giá ưu đãi, bình thường giá tới 3 triệu 2. Mà hiện tại là mình có giảm được 200.000 là 3 triệu giao hàng hả? À su. Ủa sao mở cho su? À đang để cửa su gì? Like YouTube này nói chuyện thoải mái, không có vi phạm. Đừng có bật nhạc ha. YouTube này nó kỵ nhạc. YouTube này nó chỉ thích người lo làm ăn, không thích người ngồi nghe nhạc. À, 13 2 sim vật lý 128 còn đúng một cái thôi nha mọi người. Ai cần thì chúng ta mua luôn, nhưng có là hết rồi. Còn đúng một cái thôi các bạn ạ. 13 thường hàng đẹp nha, màu đen. Hôm đấy về được mười mấy cái rồi, bán túc tắc, hôm nay hết rồi, còn đúng một cái đen thôi nha. Màu đen thì cũng khá là sạch sẽ, dễ mua. Ừ.
Mỗi ngày mình live 1 tiếng rưỡi thôi, cho nên là đủ 90 phút là mình xuống live nha mọi người. Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng vậy, khoảng 10 rưỡi sáng mình live cho đến là 12 giờ 15. Có hôm bị live trễ 10 giờ 45, như hôm nay thì sẽ live đến 12 giờ 15 các bạn nhé. Mọi người ấn like ủng hộ mình nha. Mình xin đọc lại cái số Zalo để mọi người có thể vào và mua ủng hộ cho mình. Zalo của mình là 0979782366. Mọi người muốn mua bất cứ cái phụ kiện nào ủng hộ cho mình thì mọi người vào mua. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã luôn yêu mến ủng hộ Di Động Nhật Nam trong rất là nhiều năm qua. Mình từ cái phương thức bán truyền thống đến nay là 21 năm rồi, sau đó mình lên cái công nghệ livestream này là từ 2018 rồi, đến nay là 6 năm rồi. Mọi người vẫn có người là theo dõi mình từ 2018, 2019 đến bây giờ ủng hộ. Mình rất là cảm ơn, rất là biết ơn mọi người. Đây SE2020 bản 64 ghi hàng đẹp chất nhá, zin. Zin nguyên bản nha. Cái này là hàng tuyển luôn, giá bán 3 triệu rưỡi các bạn ạ. 3 triệu rưỡi. XS thì giá chỉ có 4 triệu 9 thôi. Đấy, mọi người không tin giá, mọi người cứ ra cửa hàng gần nhà hỏi mua. Bên mình thì bán đúng hàng chất, hàng zin rồi, chứ các bạn đừng so với hàng này new, đừng so với hàng dọn, đừng so với hàng sửa các bạn nhé. Đấy. Đây giá bán XS giá có 4 triệu 9 thôi các bạn. 4 triệu 9. Còn XS Max là 6 triệu 6 màu đen, màu gold là 6 triệu 7, còn hai sim là hai sim vật lý là 7 triệu nha. Bản hai sim bao giờ cũng đắt hơn. Mua về chỉ việc gắn sim vào là dùng. Ngoài phụ kiện tai nghe, sạc, ốp, dán cường lực thì bên mình có bán cả pin dự phòng. Pin dự phòng đây này, 20.000, 30.000. Giá rẻ mà hàng thì chất nha. Hàng chất, công nghệ bây giờ cao lên, phụ kiện bây giờ nó xịn sò lắm. Ai Oppo A5 có thêm cái màu xanh đậm để bán cho các bạn với giá 1.8 triệu đây nhá. Oppo chính hãng. Còn đây Samsung thì có A34 có màu xanh, màu đen, chính hãng mới sản xuất gần nên không khác gì máy mới, cực chất luôn. Và Samsung A34 thì có giá bán cho các bạn là 5 triệu nhá, có màu đen và màu xanh nõn chuối. XS256 hôm nay bán cho các bạn với giá 5 triệu rưỡi thôi. Đấy, giảm giá đó. XS nha, màn hình 6.1 nha, màn hình nhỏ gọn xinh xắn. XS256GB bán cho bạn với cái mức giá là 5 triệu rưỡi, phiên bản 256 nha. Này bỏ đây đi cũng có để rớt, nói dẫn dẫn rớt thật nữa này, toàn. Mai Nguyễn, ok cảm ơn Mai Nguyễn, nhiều tiền một con máy iPhone 5, iPhone 5 đang hết hàng rồi đồng chí ơi. Đang hết hàng 12 Pro 256GB đây. Ok em, sorry em nhé, em còn ở live không. Đây 10.500.000 màu gold đẹp và có rất nhiều hàng ở cái bàn xoay đấy. Về được chục máy, mới bán được 2-3 máy thôi, nên là còn 7-8 máy anh em mua ủng hộ nhé. Hàng đẹp dạng ngời luôn, phiên bản bộ nhớ 256, iPhone 12 Pro, màn hình 6.1 inch nha. Các bạn lưu ý là 12 Pro màn hình nó nhỏ nha, chứ mọi người đừng có tưởng là màn hình nó to, đừng có nhầm với lại cái con kia, con mắt. Zeno 10 thì hôm nay nó khoảng 6 triệu mấy thôi, nhưng hiện tại đang hết hàng. Zeno 10 phiên bản cao, bản 256 thì hiện tại là đang có mức giá khoảng 6 triệu rưỡi thôi. Nhưng mà shop đang hết hàng, chắc qua tuần về hàng bạn ơi. Qua tuần sẽ về rất là nhiều hàng, mọi người theo dõi ủng hộ mình nhé. Đừng quên nhấn like, đừng quên đăng ký kênh để hàng ngày theo dõi like vào lúc khoảng 10 giờ 30 đến 12 giờ 15. Có hôm phát muộn là 10 giờ 45 sáng nha. Đó, mình sẽ phát liên tục 90 phút. Mọi người vào xem ủng hộ cho shop nha. Xem ủng hộ và cần cái gì thì mua. Đây có pin dung lượng cao cho tất cả các đời iPhone, anh em muốn mua đời nào thì cứ vào Zalo, chuyển khoản cho mình ship đến tận giường. Tai nghe AirPods 3, tai nghe AirPods Pro 2 hổ vằn có luôn, giá có hơn 200 cành. Đấy, anh em thích thì chuyển luôn. Đấy. Ok anh em nhé. Cảm ơn Duy Trần đã đăng ký kênh. Đây tai nghe Pro 2 đây này. Mua kèm máy là mình tính giá 230, còn mua riêng là mình tính giá 260 nha. Đấy, rõ ràng mạch lạc luôn. Anh em đến tận nơi mua mình cũng bán cho 230 thôi vì không phải ship.
Đấy. Còn anh em ở xa thôi thông cảm, vì là 30.000 đó chưa đủ tiền ship đâu, nhưng mà từ trước giờ mình vẫn bán như thế. Đấy, còn iPhone 12 thì anh em biết rồi, iPhone 12 64GB mình bán có 6.9 triệu, có thể nói là rẻ nhất vịnh Nam Bộ. Cảm ơn anh em đã đồng hành cùng phiên live của mình ngày hôm nay nha. Anh em còn câu hỏi nào, còn khúc mắc nào chưa giải được, anh em cứ mạnh dạn bật vào mặt mình vài cái bình luận nha. Mình trả lời cho anh em, cái quan trọng là anh em thả tim ủng hộ mình và nhấn like ủng hộ mình là mình sướng rồi. Mình phê hơn con TT luôn, chứ phê như con TT là bình thường. Đây, pin dự phòng này đấy. Pin dự phòng nguyên siêu này. Cái này là 20.000. Cái 30.000 thì đây. Đây là 30.000 này. 30.000 đồng hồ báo nó vuông nhé. Nhìn nó xịn sò đẳng cấp hơn và giá nó đắt hơn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã luôn yêu mến ủng hộ. Còn tai nghe AirPods 3 thì đây. AirPods 3 thì giá 230 nhá. Đây, hổ đen, đấy hổ đen, hổ vàng thì cũng được hết á. Miễn là của cái thằng hổ nó sản xuất là ok. Rất là nhiều bản đẹp. À đây có thêm con Samsung A23. Con A23 này rất ngon nhá. Pin thì trâu 5.000. Màn hình thì to 6.6 inch. RAM thì 6GB. Bộ nhớ thì 128GB. Camera thì đẹp. Chip thì chip Mỹ Snapdragon. Mà giá bán thì hôm nay chỉ có 3.3 triệu thôi. Đấy, mình thấy rất là hợp lý nhá. Còn anh em nào không có sạc thì mua thêm một bộ sạc Samsung. À, bộ sạc Samsung 25W thì mình đang bán là 200 cành. 200.000 bộ sạc Samsung. Đây bộ sạc Samsung đây này. Đây củ đây. Đấy dây đây. Hàng sang xịn mịn, hàng zin nhá, hàng chất nhá, giá 200. Hàng loại 1 đấy. Nên mình không có bán hàng xấu. Hàng mấy chục nghìn cũng có, mình không thèm bán. Bán mấy hàng đó anh em xài không nổi đâu. Xài nó hỏng máy thêm ra là khổ nữa. Đăng ký kênh. Mọi người đăng ký kênh ủng hộ nhá. Tất cả mọi hành động đăng ký kênh, thả tim, nhấn like là những hành động rất là nhân văn và yêu mến shop nha các bạn. Rất là cảm ơn các bạn. Shop rất là thích những hành động đấy của các bạn. Alo. Dạ vâng. Giá rẻ là cái nào anh? Em đang hết rồi, em còn cái 1.50 triệu thôi. Còn Vivo 1.50 triệu thôi anh nhé. À. À dạ vâng, ok anh. Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến ủng hộ Di động Nhật Nam. Di động Nhật Nam chuyên bán điện thoại cũ và iPhone chuẩn zin quốc tế với chế độ bảo hành lâu. Bảo hành 6 tháng, lỗi là đổi không sửa chữa. Như vậy rất yên tâm để khách hàng mua và sử dụng lâu dài. Shop chỉ bán máy zin chất, không bán máy sửa, không bán máy nay new, không bán máy dọn. Nói chung là bán hàng ra là uy tín chất lượng nhé. Mọi người có thể liên hệ hotline 0979 78 2366 hoặc là vào Zalo số đó luôn để đặt chốt đơn. Alo. Anh gửi về đây để em kiểm tra nhé. À, anh có địa chỉ của shop chưa? Dạ, anh gửi về đây nhé. Anh gửi về đây để thẩm định. Rồi em bán cho.
À rồi, ok ok vào Zalo đi nhé. Rồi ok anh. Rồi rồi ok 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 ok. Rồi, không quan trọng là em cũng phải kiểm tra nội thất không có gì nữa, hay mở ra sửa bét tè này nhè ra nữa rồi thì người ta không lấy đâu. Ừ. iPhone 3 bây giờ mấy chục, iPhone 3 bây giờ mấy chục triệu là nó phải zin từ ốc từ ác, nó phải ok hết anh nhá, nên là phải kiểm tra. Để rồi anh cứ cung cấp video hình ảnh vào đấy giúp em và Zalo em kiểm tra để em báo. Ừ. Rồi ok 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 ok. À, 40 củ một chiếc iPhone 3 đã có anh khách liên hệ để chốt deal. Quá là chất chơi người rơi. Chốt deal bán cho mình 40 củ để mình lấy cho khách của mình. Đấy anh em ném hình ảnh video và thẩm định máy zin vào cho mình. Mình báo sang cho khách của mình, khách của mình ok chốt deal là sẽ tiền vào tài khoản thôi. Cảm ơn mọi người đã xem like, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mọi người hãy đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Cái tầm máy cổ là người ta mua để người ta sưu tầm, nên là anh em không cần phải nghĩ về giá. Nhiều các đại gia người ta chịu chơi lắm, ta mua làm bộ sưu tập đấy mọi người. Ở đây thì đang còn 8 Plus 256GB rất nhiều nhá. Nên là anh em thích thì anh em mua ủng hộ, có 3 màu. 8 Plus phiên bản 256GB chuẩn zin quốc tế ngon lành. Màn hình 5,5 inch, máy vân tay vân chân đầy đủ, bảo hành 6 tháng và giá bán màu đen, màu trắng là 4,3 triệu và màu gold là 4,4 triệu. Anh em lưu ý đây là máy zin và đây là máy chuẩn quốc tế, bảo hành tới 6 tháng tại Di Động Nhật Nam, phiên bản bộ nhớ nhiều 256GB đảm bảo để anh em sử dụng lâu dài. Tất cả mọi thông tin liên hệ shop anh em vui lòng vào Zalo, địa chỉ của shop ở huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, có trên Google Maps, có trên Google tìm kiếm để anh em có thể theo dõi và anh em có thể check uy tín của shop, thấy shop ok, làm ăn ngon lành cành đào thì sau này anh em mua máy ủng hộ cho shop sau vẫn kịp. Xem like anh em chỉ cần đăng ký kênh, chỉ cần follow, chỉ cần gọi là thả tim, chỉ cần like là mình đã rất cảm ơn anh em rồi. Vào kênh Di Động Nhật Nam để xem nhiều video clip hơn trước khi mua hàng. Cảm ơn mọi người vì đã luôn yêu mến ủng hộ cho Di Động Nhật Nam. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui, sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Phiên live này của mình diễn ra vào ngày 19 tháng 4 năm 2024. Mọi người xem, nếu thấy giá cả nó không hợp lý ở đâu, có thể là mọi người đã xem ở một thời gian vào những năm sau rồi, nên là mọi người hãy để ý ngày tháng nhé. Bây giờ mình luôn để ngày tháng trên cái tiêu đề nên mọi người xem thì để ý. Và mọi chi tiết thông tin liên hệ sau khi xuống like thì mình đều để ở cái dưới bình luận, dưới cái mô tả để các bạn có thể xem và liên hệ đến shop để mua hoặc bán cho thuận tiện. Ngoài việc bán những điện thoại chất lượng thì shop nhận thu mua lại tất cả những điện thoại shop đã bán ra trong nhiều năm nay để tạo điều kiện cho mọi người nâng cấp lên đời. Mọi người chỉ cần gửi về địa chỉ ở Tân Phú, Đồng Nai, ngay sát cổng chợ Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Địa chỉ cụ thể là ấp Ngọc Lâm 1, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai và số hotline là 0979782366. Các bạn chỉ cần gửi về địa chỉ đó, mình thẩm định sẽ thu mua lại, tạo điều kiện để các bạn đổi một cái đời cao cấp hơn, nâng cấp lên đời, bù tiền các bạn nhé.
Shop Di Động Miền Nam chỉ bán những đồ tốt, đồ chuẩn, hàng chất lượng, cho nên là mọi người nếu như mua những cái sản phẩm giá quá rẻ, hàng dọn thì mọi người có thể tham khảo nhiều shop khác nữa. Còn còn lăn tăn về giá thì các bạn chỉ cần so sánh đúng chủng loại, đúng phẩm chất các bạn nhé, thì các bạn hãy so sánh giá. Và chế độ bảo hành của bên mình là bảo hành một đổi một trong vòng 6 tháng. Giá bán là giá máy trần, không tặng phụ kiện, không bao ship, nhưng bao máy ngon, máy chất và hàng chuẩn zin ok các bạn nhé. Mọi người xem like để lại bình luận và ủng hộ cho like bằng cách là nhấn like. Nay không làm lúc trước cho dễ xem hơn. Lúc trước là sao Hiền Võ? Ý là quay máy đúng không? Quay máy, quay màn hình ngang đúng không? Hiện tại thì cái xu hướng của YouTube bây giờ là live stream để đứng. Đó, và mình quay mặt để khách hàng mới thấy uy tín. Khách hàng cũ thì không nói làm gì rồi. Khách hàng mới thì nhiều người ta bảo là bán hàng mà giấu mặt, sợ cái gì giấu mặt. Nói chung chả sợ gì hết. Nhưng mà có điều là người ta thì 9 người 10 ý mà. Ok. Với lại live như thế kia thì đôi khi ngồi nói mãi nó cũng chán, thì ngồi đây là có thể giao lưu với mọi người. Và mình vẫn cứ làm những video. Mình sẽ cố gắng một ngày, hai ngày sẽ lên một cái video để review chi tiết máy cho mọi người xem nữa nha Hiền Võ. Nên là cứ yên tâm. Đấy, cứ gọi là yên tâm. Thích cái nào cứ mua ủng hộ mình thôi, không cần phải lăn tăn. Đấy. Mình khá bận nên nắm lúc là mình không thể nào mà đối thoại với mọi người được nhiều. Nhưng mọi người cứ việc nhắn tin cho mình hoặc là gọi trực tiếp cho mình để mà chốt đơn luôn. Đấy, như vậy nó rất là thuận tiện cho cả đôi bên. Và vẫn cứ làm những video review máy ở trên kênh. Cho nên là mọi người cứ vào đi mua thôi. Mọi người cứ việc vào xem rồi ok thì mọi người mua ủng hộ cho mình là được. À, mình sẽ like khoảng 5-7 phút nữa là đủ cái giờ like, mình sẽ xuống like. Mỗi một ngày tiêu chí mình sẽ cố gắng mình like 1 tiếng rưỡi. Còn hôm nào rảnh buổi tối nữa thì mình sẽ like thêm 1 tiếng rưỡi buổi tối nữa cho các bạn mua. Các bạn xem chán thì thôi. Khi nào có 1 triệu lời yêu cầu mình để lại bình luận bảo là thôi đừng quay mặt anh lên nữa, em chán xem anh rồi, là mình thôi, mình không quay mặt lên nữa. Nhưng mà lúc đấy là mọi người mua hàng nha, đừng thắc mắc sao không quay mặt lên. Chết dở con bà nợ. Cảm ơn vì mọi người luôn yêu mến ủng hộ mình nha. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui, sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Các bạn hãy gọi đến hotline của mình. Hãy nhắn tin vào Zalo nếu như các bạn đã cần mua sản phẩm nào của Di Động Nhật Nam. Alo. Ừ. Anh phải gỡ khay sim ra. Anh chọc cái khay sim ra. Anh xem hai mặt đều gắn được sim thì nó xài hai sim anh nhé. Còn nếu không thì nó sẽ là hai sim vật lý. Còn nếu không có nó gắn sim được một mặt á, thì nó sẽ xài là một sim vật lý và một e-sim nha. Cái đó anh chọc cái khay sim anh nhìn tự thấy được. Đấy. Hoặc là anh không biết nhìn thì anh chọc ra, anh chụp ảnh, anh gửi vào Zalo giúp em xem cho nhé. Ok anh, rồi rồi. Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến ủng hộ nha. Mọi người thả like, đăng ký kênh để theo dõi nhiều phiên live tiếp theo của mình. Bên mình bán thì không tặng phụ kiện, không bao ship, bởi vì mình bán rất là nhiều những cái loại phụ kiện, loại tốt nên giá phụ kiện nó cao. Nếu như chúng ta bán kèm vào với máy thì nó sẽ không tối ưu hóa được giá máy các bạn nhé. Và các bạn cũng không tiết kiệm được, vì là rất là nhiều bạn là đã có sạc rồi, đã có tai nghe rồi, đã có đồ rồi. Thì các bạn không cần thiết phải mua thêm nữa. Đấy. Cho nên là mình bán máy không thôi, để cho bạn nào không có phụ kiện thì mới mua cộng thêm tiền. Còn bạn nào có rồi chúng ta tận dụng để sử dụng chung cho nó tránh lãng phí các bạn nhé.
À đúng rồi, thì đương nhiên live như thế tổng quát nhiều máy, nhưng mà thực sự ngồi đây thì trên bàn này cũng nhiều máy lắm em ạ. Máy gọi là nhiều, cực nhiều. Đỗ Điện, anh mới cào râu nhìn tăng bao nhiêu độ uy tín. À Đỗ Điện ơi, em nhân tiện em xem live anh nói luôn không? Cái đơn sạc của em, nhân viên của anh bị gửi nhầm một tí địa chỉ nữa. Hôm qua anh mới điều chỉnh lại rồi nhé. Em chờ thêm giúp anh vài hôm để nhận. Em thông cảm nhé. Bị sai tuyến nên nó hơi lâu một tí. Hôm qua anh điều chỉnh lại rồi. Ok, là cứ yên tâm. Cạo râu nhìn uy tín hẳn hơn à? Ui, để râu thì càng gừng càng già thì nó lại càng cay chứ có cái gì đâu mà không uy tín. Ok, cảm ơn em nhé. À, Hiền Võ, mình vẫn lên video nha. Nói chung là mấy hôm nay nó hơi bận nên chưa sắp xếp được quỹ thời gian, lên buổi chiều ít lên video hơn mọi khi. À, một hai hôm nữa hoặc là thậm chí ngay chiều nay mình sẽ cố gắng, mình tranh thủ mình lên một cái video review nữa. Bởi vì là vừa live stream, vừa review, vừa làm shop cho mọi người xem để thoải mái. À, tất cả các nguồn lưu lượng truy cập để cho mọi người truy cập vào kênh của mình để xem, để tìm kiếm khách hàng. Thực sự ra thì shop bán tới mấy nền tảng cơ. Đấy, cả Facebook, Zalo, TikTok rồi các kiểu con đà điểu. 8 lút thì anh chỉ còn 256GB hàng jean dead em ơi. 256GB hàng jean dead màu đen màu trắng là 4.300.000. À, và màu gold là 4.500.000. À, đây là màu trắng em, màu trắng và màu đen em nhé. Nói chung máy jean dead, máy jean quốc tế. Đấy, còn đây là màu gold đây. Giá là 4.500.000 này. Đấy, còn hồi nãy có em nào mà chốt cái 8 lớp ấy, vào Zalo chốt nhé. Vào Zalo chốt thôi. Hồi nãy nhớ trên live có em nào chốt ấy, vào Zalo đây, bây giờ chuẩn bị xuống live là chuẩn bị chăm sóc khách hàng đây. Mọi người nhớ đăng ký kênh mình để theo dõi nhiều video nha. Mình vẫn cứ lên video đều đều nên mọi người cứ yên chí. Vừa like vừa video vừa lên shop nữa nha. Đây này mọi người, như sáng nay mới lên cái shop này. Đây. Mọi người thấy này, mình mới lên cái shop này. Đây là cái shop này quay 12 Pro này đó. Những cái shop này nó chỉ loanh quanh khoảng 30 giây đến 1 phút thôi, coi nó đỡ ngán nè. Đó, vô kênh của mình là đầy. Kênh Di Động Nhật Nam. Đó, có shop, có đầy đủ các thứ. Đây, trên shop này có in Zalo này này. Đấy, mọi người coi là thấy. Người live stream giao lưu, báo giá trực tiếp cũng như là giải đáp thắc mắc cho anh em luôn. 12 Pro Max thì chỉ còn 256GB thôi. Màu xanh và màu gold. Màu xanh là 13.9, còn màu gold là 10... À, màu xanh là 12.9, nhầm nhá, màu xanh là 12.9, màu gold là 13.2. Rồi, thôi thì cũng khá trễ rồi, mình xin phép anh em mình xuống live. Anh em lưu ý là mua hàng thì inbox của Zalo 0979782366. Anh em nào mới xem chưa tin tưởng shop thì có thể check uy tín bằng cách là vào Google Maps, search Di Động Nhật Nam, Tân Phú, Đồng Nai, đó là shop của mình. Hoặc là vào YouTube, kênh YouTube Di Động Nhật Nam. À, hiện tại thời điểm này thì đã 129.000 người đăng ký theo dõi. Thì anh em cứ theo dõi kỹ nhiều video clip và đúng cái giọng này của mình và đúng số hotline của mình. Thì anh em đặt mua hàng để tránh bị nhầm lẫn nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.
Chúc các bạn thật nhiều niềm vui, sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau, những buổi phát sau.